Biết
biết không? Ở đâu? San Jose, cách mình 7 tiếng. Trong 2 năm đó, Ngài phát nguyện ngủ thì ngủ ngồi. Chà, quý bác nhà mình làm nổi không? Thấy dựa cũng tìm cái dịch, thấy ngồi mà cũng dựa cái ghế, dựa cái tường rồi đấy ha. Mà Ngài ngủ là ngủ ngồi, giống như chúng ta, giống như Đức Phật Thích Ca ngồi thiền. Thì như vậy, Ngài ngủ, ngủ trong tư thế, thế ngồi. Mình là đệ tử của Ngài, mình là Phật tử của chùa, mình phải biết cái gì đặc biệt sư phụ của mình nhé. Thế thì Ngài có một cái kiến tri về thiền rất là sâu. Thứ nhất, nhớ nha, Ngài có cái kiến tri về thiền rất là sâu. Thứ hai, trong thời gian tu học với vạn Phật thánh thành, Ngài phát nguyện chỉ ngủ ngồi thôi. Hai, mình nhớ mấy điểm như vậy. 9 tuổi vào chùa, 3 năm làm điệu, 12 tuổi xuất gia, 61 tuổi là tuổi đời, từ giả cõi đời, 41 tuổi tuổi đạo. Ngài thâm sâu với thiền và trong thời gian tu học ở vạn Phật thánh thành, Ngài phát nguyện ngủ ngồi. Ngủ ngồi khác với ngủ nằm. Cái gì? Đố ai biết? Ngồi thì tỉnh thức. Đúng rồi, nguyên thức nói, đúng là nguyên thức, thức là thức tỉnh đấy. Ngủ ngồi nó sẽ tỉnh hơn là mình ngủ, ngủ nằm. Ngủ nằm nhiều khi mình mê mà 8-9 tiếng đồng hồ mình không biết. Ngủ ngồi chừng 1 tiếng, 2 tiếng thôi. Cho nên thời Đức Phật Thích Ca hay là Phát Các Bậc Tổ hay là các bậc thầy giác ngộ, các ngài ngủ rất là ít. Và nhiều khi trong cái thiền người ta gọi là ngủ thiền đó, chợp một tí xíu, ngủ chừng 2-4 tiếng một ngày thôi. Còn chúng ta ngủ nằm thì dễ mê, còn các ngài ngủ ngồi để lúc nào giật mình thì các ngài tỉnh thức, tỉnh giác trong cái chánh niệm của mình. Rồi, Ngài nhiều là giáo thọ của nhiều chùa, nhiều nơi để Ngài giảng dạy. Ngài để lại nhiều cái công án rất là tuyệt vời. Và hôm nay sư đọc một cái bài thơ để quý vị thấy được sự giác ngộ của Ngài nhé. Bài thơ này gọi là bài thơ Cảm Đề. À, tiểu sử của Ngài Sư Giới Hương có post ở trên website của chùa Hương Sen. Quý vị nào mà biết internet, biết email thì vô Google đánh hương sen temple.com. Rồi vô đó có cái mục của cái tưởng niệm chư tăng. Thì chúng ta sẽ đọc cái bài có cả tiểu sử của Ngài Sư Phó trên đó nha. Bây giờ sư đọc bài thơ này cho nghe. Bạn tự tại dạo chơi miền tịnh độ, tôi âm thầm dạo bước cõi tự sanh. Trên trời xanh thạch sư vườn văn cậu, đáy biển sâu đê ngu dưỡng thủy thần. Rời tịnh độ bạn thổi tiêu không lộ, bỏ luân hồi tôi đàn cầm phong dây. Khắp ba cõi tánh Di Đà rực rỡ, tận lục phàm vô lượng hóa kim thân. Hành Nam Mô Châu Biến Hải Vi Trần, nguyện chơ ngã vẹn phần vô sở đắc. Tâm chỉ Phật pháp tịnh thiền viên đốn, ta là gì thiền đạo cứu quần sanh. Nghĩa là bài kệ này cho chúng ta thấy rằng là Ngài dạo chơi rất là an nhiên ở cõi tịnh độ.
chúng ta đang ở cõi gì? Cõi Ta Bà. Bài thơ cho thấy Ngài đi tới đi lui trên cõi tịnh độ rất là tự tại. Và trên trời có thạch sư vờ con cậu, có nghĩa là trên trời thấy có con sư tử chơi trên mây. Thường sư tử nó có chơi trên mây không? Hay là con chim nó chơi trên mây? Chim mới chơi trên mây. Mà Ngài thấy sư tử nó chơi trên mây, tức là Ngài thoát được cái, giống như là nó vượt qua cái hiểu biết của loài người. Loài người của chúng ta cho chim trên trời, sư tử dưới đất, nhưng mà cái hiểu của Ngài nó vượt qua cái hiểu của loài người. Ngài thấy được dưới đáy biển ngu giỡn thủy thần. Ngu là con gì? Trâu. Mà nó giỡn với thủy thần là giỡn với ai? Nước. Thường là ai giỡn với nước? Cá mới giỡn với nước, phải không nào? Loài hải sản mới giỡn với nước. Mà Ngài thấy được rằng là trâu mà giỡn với nước, tức là cũng thoát cái hiểu biết của loài người. Rời tịnh độ bạn thổi tiêu không lỗ. Cây tiêu, cây sáo là có lỗ hay không có lỗ? Nhưng mà Ngài thổi sáo không cần lỗ. Thấy chưa? Cái người giác ngộ mà, phải không nào? Đưa cái viết này là Ngài cầm, Ngài thổi sáo cũng được nhé, chứ không phải là cùng mình thì phải cây tiêu có lỗ. Tôi đàn cầm bỏ luân hồi, tôi đàn cầm không dây, bỏ cái chuyện sống và chết. Tôi cầm cái đàn mà không dây. Quý bác nào có đàn có dây không? Dây không có dây đàn được không? Không. Vậy mà Ngài đàn cây đàn không cắn cầm dây. Thấy hay chưa? Rồi tận lục phàm vô lượng hóa kim tăng. Lục phàm là mấy cõi phàm? Sáu cõi. Đọc cho sư nghe coi, sáu cõi là cõi gì? Trời. Atula. Người. Địa ngục. Súc sanh. Ngạ quỷ. Đúng rồi, cho một tràng pháo tay. Quý bác nhớ không? Chúng ta đang ở cõi người, chung quanh chúng ta còn có năm cõi khác nữa, cộng lại là sáu cõi. Và Ngài nói rằng là trong sáu cõi này vô lượng hóa kim thân. Ngài muốn độ con rắn thì hóa thành con rắn, muốn độ con chó thì hóa thành con chó, muốn độ Phật tử của chùa Quan Âm Đại Bi thì Ngài hóa thành sư gì? Đó, một vị sư, tức là để độ chúng ta. Tức là tùy Ngài muốn độ ai thì Ngài sẽ hóa hiện. Nhớ chúng ta mình làm được chuyện này không? Chưa được, phải không Ngài? Còn Ngài tự tại. Rồi sao nữa? Ta là gì thành Phật đạo quần sanh? Tức là cái mà chúng ta gọi hòa thượng chí năng, cái mà chúng ta gọi là đi sư giới hương, cái mà chúng ta gọi con chó, con mèo Việt Nam, những cái đó đều là những cái tạm trong cái chuyện quần pháp để mà hóa hiện, để độ người, để lợi ích mọi người. Chứ cái chân thật của tất cả chúng ta tính là tánh Phật, phải không nào? Mình ngồi trong chánh điện có 100 Phật tử, 100 cái tên, 100 khuôn mặt, nhưng mà có cái gì chung ở đây? Cái gì chung của chúng ta là cái Phật tánh, biết nói, biết nghe, biết ăn, biết ngủ, biết nói chuyện. Cái đó là Phật tánh. Con dế, con cuốn chiếu, con thằn lằn, con kiến, nó có tánh biết không? Biết, phải không nào? Cái tánh biết đó như cái tánh biết của chúng ta nó như nhiều nhau, nhưng mà do nghiệp ích kỷ thì làm cái thân con kiến tí hi, do nghiệp rộng rãi thì làm cái thân con voi thiệt to, do giữ năm giới trọn vẹn cho nên làm được cái thân người, do biết quy y, biết ăn chay, biết ngồi thiền, biết niệm Phật cho nên bây giờ làm Phật tử của chùa Đại Bi Quán Quảng Hằng. Thế thì cái tướng thì
thì khác nhau theo nghiệp, nhưng mà cái tánh chung là tánh, tánh Phật. Con kiến sau này nó hết thả thân kiến của nó, chừng 3 ngày nó chết. Mà nó có cái nhân duyên, nó ngồi ngoài kia, nó nghe sư Di Lặc nói pháp, nó được chúng ta ghi, nó sẽ tái sanh lại tu tập, thì nó cũng nhận được tánh, tánh Phật. Con rắn, con mèo, con chó cũng như vậy. Tất cả những cái tướng đều là giả tạm, tánh là chung. Đó là cái ý mà Hòa Thượng Chí Năng muốn chúng ta nhận rằng trong lục phàm tùy duyên hóa hiện, nhưng mà tánh Phật là chung với nhau. Như vậy chúng ta nhớ rằng là cái bài thơ này cho chúng ta thấy rằng là Ngài đã ngộ được cái Phật và tánh ha. Đấy, cho để quý vị biết rằng là vị sư trụ trì ở đây, tâm lượng của Ngài rất, tâm lượng liễu đạo của Ngài rất là sâu. À, đó là sư san sẻ về nhân dịp lễ dỗ lần thứ 8 của Ngài. À, chúng ta ôn một chút xíu về bài thơ Cảm Đề để chúng ta tưởng nhớ trí tuệ giác ngộ liễu pháp của cố Hòa Thượng Chí Năng. Và chúng ta là trong cái dịp lễ Ngài, ngoài cái chuyện chúng ta đem bánh mì, đem xôi, đem chè, cúng Phật, cúng Ngài, chúng ta làm cái gì nữa mà Ngài vui nhất, đố ai biết? Đúng rồi, chúng ta tụng kinh, chúng ta nghe pháp, chúng ta hiểu đạo. Hiểu đạo giống như bài thơ hồi nãy Ngài để lại. Mình là con cháu, Ngài để lại rất nhiều bài thơ. Chúng ta con cháu cũng chuẩn bị một số bài thơ hiểu đạo để cho mọi người thế hệ sau biết cái trình độ và cái tu tập của mình. Cho nên ngày hôm nay quý vị đến đây nghe pháp, ăn chay, tụng kinh, ngồi thiền, cúng dường, bố thí, học đạo, liễu pháp. Cái đó là món quà cao nhất mà chúng ta dâng lên Ngài trong dịp lễ của Ngài. Nam mô Từ Lâm Tế Chánh Tông Tứ Thập Tứ Thế Đại Bi Quan Âm Đường Thượng Trú Trì Huy Thượng Nguyên Hạ Nguyên Huy Thượng Nguyên Hạ Bàn Tự Chí Năng Hiệu Giác Hoàng Hòa Thượng Giác Linh cho chư ni và nhóm Phật tử chúng ta kính dâng. Nam mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.